Bắn đá khô sale 2 chưa bao giờ là hết hot tại CCM Flash. Đây là con Ford Ranger 2.0 Peterbo. Đến CCM Flash sẽ thực hiện cái dịch vụ vệ sinh carbon động cơ chuyên sâu kèm với thay nhớt hộp số. Mấy cái động cơ 2.0 của Ford này, như các bạn đã biết rồi, sau một thời gian hoạt động là nó sẽ đóng carbon mũi than rất là nhiều nha. Đóng nhiều từ ngoài vào tới bên trong động cơ luôn. Đây là cái hồng nạp ngoài mà nó đóng dơ như vậy rồi các bạn, 3-4mm. Còn đây là cái hồng nạp trong nằm bên trong động cơ á. Đây là một trong những chiếc mà dơ nhất mà từng đến garage CCM Flash. Nó dày khoảng 6-7 ly và có những cái cục mũi than giống như là sắp rớt ra vậy đó. Và công tác vệ sinh sẽ được thực hiện bằng cách bắn đá khô CO2. Với cái dòng động cơ Ford 2.0 này thì gần như chỉ có cách bắn đá khô là có thể giải quyết được cái tình trạng carbon này các bạn. Hiệu quả của nó là cực kỳ rõ ràng. Như các bạn thấy, sạch mới như zin, khôi phục lại cái hiệu suất khí nạp của cái động cơ. Mà khí nạp là cái quan trọng nhất nha. Hiệu suất khí nạp càng cao thì động cơ sẽ càng mượt và càng mạnh. Vệ sinh xong thì mình thay hết mấy cái dung dịch trên xe, nhớt máy, nhớt hộp số, dầu thắng, vân vân và vân vân. Hiệu quả là cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn có thể cảm nhận được.